Đây, chiếc S150 chạy khá là nhiều, về rồi 102.000 cây luôn, nồi tuột rách bố luôn, cháy luôn. Bây giờ mình rã ra, mình làm nồi lại ha. Cho viên mở ra lần đầu hết. Bây giờ mình làm nồi xong rồi quay test cho anh em xem. Chủ xe kêu lên nồi 5 lò xo luôn. Quay chiếc starter. Đây mình làm nồi xong, giờ mình lên cái nồi Uma 5 lò xo nha anh em. Đó, Uma. Thay lá bố, lá sắt nè ha. Dìm nó cháy rồi, bỏ ra nồi bốn là sò dìm rồi. Ok, mình vớt mặt nhôm canh chỉnh rồi theo cái bài mình ha, sò chuyện này làm lại luôn, không còn bị giọng nữa ha. Nhưng mà nó có độ nhiều chút xíu nha anh em, chứ không phải cứng ngắt à, cứng ngắt nó cũng không ngon nữa, nó có độ nhiều chút xíu. Okay. Bây giờ mình lắp vô này, các đời mới là cũ thì cũng có nha anh em. Mấy chiếc 300 là giữa đó nè, đủ đời luôn đó. Sáu, bảy, tám chiếc. Ok. Đây chiếc S62 đẹp lòng nồi, mê.